Mẹ ơi, mẹ vẫn khỏe phải không? Xa nhà đã lâu, mẹ con mình cũng chưa có một bữa cơm cùng nhau. Đi xa, nhớ quê, thèm mâm cơm mẹ nấu, con muốn chạy thật nhanh về nhà. Đối với con, cuộc sống thôn quê tuy nghèo về vật chất, nhưng những bữa cơm gia đình lại là thứ vô cùng trân quý. Tình quê thấm đẫm hương vị trong từng món ăn dân dã, với đĩa rau muống luộc xanh mướt, đậm đà tình mẹ, với bát canh nóng hổi như nghĩa mẹ thơm nồng. Mẹ ơi, con nhớ bữa cơm quê mẹ nấu. Con ngoan ơi, này con có mẹ. Giờ đây dù gian nơi đâu, mẹ cầu mong con sẽ luôn vui cười. Mẹ nhớ con. Ngoài kia mưa giông đang rơi, con có lạnh. Để con vào con lấy mâm cho mẹ nhé. Ừ, xong rồi bê mâm lên kia cho mẹ. Thưa quý vị, hình ảnh hai mẹ con cặm cụi với nhau cùng nấu nướng, mái tranh, ủ rơm, giếng nước. Chúng ta nhớ về những điều ngày xa xưa. À, có thể hình ảnh này chúng ta thấy là bình thường, nhưng những người đi xa sẽ rất là thèm và nhớ những bữa cơm gia đình, những bữa cơm quê với nhau. Những cái vị mà tìm ở thành phố sẽ không có. Mời mọi người lên ăn cơm. Yeah. Thiệt rồi cô. Vâng. À, mình đưa dĩa nó muốn lên làm ăn luôn hả cô hả? Rồi mọi người lên. Úi chà chà chà, gì đây, cơm gì đây? Cô mời mọi người ăn món cơm cô nấu xem có ngon không nhá. Rồi cô muốn nấu gì cô? Anh thử xem đố anh biết món gì đấy. Em mời cả nhà ăn nha. Rồi. Cô ở đây 6 người mà có chỉ cho 2 bát ạ. Để con vào con lấy thêm bát nữa. Ờ, thêm bát nhá. Con vào lấy bát ra. Không, em ăn trước đi, ăn tự động. Cô làm cái này làm con nhớ mẹ con quá cô ơi. Tại vì hồi đó mẹ con còn sống đó là mẹ con mỗi lần mà đi chợ về á là con chạy ùa vô con quay quần bên mẹ rồi làm. Mà mẹ con thường là làm món thịt kho hột vịt với canh chua rồi cá kho. Thử ra mẹ con làm xong rồi con học rồi con giúp mẹ con làm á. Bây giờ học rồi cũng làm cũng không được. Biết làm nấu ngon lắm. Xin hỏi món này là món gì ạ? Đồ anh đoán xem. Để con ăn thử. Khổ qua rừng à? Không phải rồi. Khoan, cô đừng nói. Để anh ăn xem.
Món này rất lạ anh Giang. Cái này là một cái loại trái hoa gì đấy, đúng không? Cô, cái này là gì cô? Mọi người có biết hoa gì không nhỉ? Không ạ. Quả gì không nhỉ? Không ạ. Chính là quả núc nát. Núc nát. Núc nát. Ôi ơi, lần đầu tiên cô mới nghe quả này á. Quả núc nát. Cô ơi, câu này là, này là gì cô? Hoa thiên lý. Anh ăn xem. Rau răm hả anh? Nhiều khi mấy cái lá này trong miền Nam không có. Có, trong này rất nhiều. Lá gì đấy nhỉ? Chính là mè. Ngọn sắn. À, sắn. Em ơi, dạ. Anh muốn hỏi em điều này. Đầu tiên mà em quay cho mẹ đó là em quay bằng điện thoại đúng không? Dạ, em quay bằng máy ảnh luôn ạ. Bắt đầu máy ảnh luôn. Dạ vâng. Rồi em sắm luôn cả máy dựng luôn. Dạ, thực ra cái công việc chính của em là thợ chụp ảnh. Công việc của em nó cần những cái đấy trước khi em quay được. Dạ vâng. Thợ chụp hình, quay phim. Thợ chụp hình, quay phim. Bỏ về làm luôn cái này. Này là thịt kho dừa đúng không cô? Đúng rồi đấy. Đấy. Canh xấu à? Ngon quá. Xấu canh, à? Canh xấu. Xấu nó cầm gì? Xấu. Tôi nấu tôm khô. Ê em ơi cho chị hỏi nè. Dạ. Cơ duyên nào làm cho em một cái kênh như vậy em? Dạ thì em thì thực ra là em đi làm xa nhà ấy. Thì lúc về kiểu em cũng ăn những cái món mà mẹ em nấu em thấy ngon ấy. Thì em muốn quay lại làm kỷ niệm. Thì em quay cho mọi người xem luôn. À, nhưng mà em chỉ là muốn làm kỷ niệm thôi. Nhưng mà anh nhiều người thích quá xong rồi em phát triển luôn. Dạ vâng ạ. Em được nút bạc là năm nào? Em cũng được nút bạc trong năm nay ạ. Hồi nãy đó, anh nhìn một cái clip á, anh thấy em nói là em mỗi lần em về mà em quay clip với mẹ mà nấu những cái món này đó, thì em cảm thấy rằng em với mẹ em gần gũi hơn. Là tại sao nếu như không có cái này thì em với mẹ không có khăng khít, không có gần nhau hả? Sao em không? Đi làm xa hả? Dạ không, ví dụ mà em đi làm xa thì là em sẽ về ít hơn. Nhưng mà từ lúc mà em có cái kênh này. Dạ vâng ạ. Em về với mẹ nhiều hơn. Dạ vâng, em về với mẹ nhiều hơn. Và được mẹ nấu ăn nhiều hơn. Dạ vâng ạ. Mà từ khi nào bạn có cái ý tưởng là sẽ quay cùng với mẹ? À, mình quay kênh này cũng là từ đầu năm thôi ạ. Đầu năm thôi. Thưa quý vị, là cái hình ảnh mà một người mẹ nhỏ nhắn cần cù cặm cụi làm như thế này bên cạnh người con trai, mình cảm thấy nó ngọt ngào, nó dạt dào. Tại vì con cũng là không có mẹ, cho nên con thấy ai mà có mẹ là con khoái lắm. Con nói cho con nghe, ngày xưa con chưa được thành danh, con chưa có tiền thì mẹ con đã mất. Đến khi con được thành danh, đến khi con có tiền, con có được cuộc sống như thế này, thì con muốn có mẹ để con được lo cho mẹ, mà con làm không được cho mẹ con. Con không làm được. Đó là những cái ngày mà mẹ anh, như là nãy nói đó, mẹ anh đi chợ về quay quần như thế này nè, rồi xong là mẹ bắt đầu đưa đồ ra, rồi anh ngồi đó, anh lột ra thịt sao, mẹ kêu cái này lột ra sắc cái này mà cái gì. Phụ bếp. Ờ, những cái đó bây giờ đâu còn nữa. Không còn nữa, mà muốn nó cũng không được luôn. Dạ. Nhưng mà anh cũng hạnh phúc hơn em. Anh còn đã từng ăn cơm với mẹ, em chưa bao giờ ăn cơm với mẹ. Em chưa bao giờ ăn cơm với mẹ. 3 tuổi là em mất mẹ em rồi, cho nên em chưa bao giờ có một cái bữa cơm với mẹ của em. Mẹ ơi, mẹ ơi, làm sao thấy bóng dáng của mẹ? Con luôn khao khát ngày đêm có được mẹ gần bên. Mẹ ơi, trong cuộc đời của con nên con không giữ được mẹ. Tự nhiên em nghe các anh nói xong em cũng nhớ mẹ em quá trời mẹ luôn. Ở bên Hàn Quốc hả? Dạ đang không. Ở bên Hàn Quốc. Mẹ em có bao giờ nấu ăn cho em ăn không? Thì hồi nhỏ cũng có rất là nhiều lần. Em cũng nhìn cái món ăn mà em nãy giờ em thèm ăn, cái món ăn kim chi, rồi lẩu kim chi, lẩu thìn trăng, jjigae. Rồi em nhớ những cái món ăn mà mẹ em nấu cho em. Gì vậy? Nè coi có bao giờ gạo với xạo kìa. Em nghe mọi người nói em buồn mẹ em quá. Sao vậy? Sao vậy? Mẹ không biết nấu ăn. Giận mẹ em luôn. Mẹ không biết nấu ăn. Mẹ em nấu ăn ngon quá, em ăn với em mập quá. Mọi người biết không, mỗi lần em về chơi với mẹ em á, em ăn một chén cơm là mẹ nói
con ơi bữa nay mẹ nấu cơm không ngon hả con, hay là con ăn không được, hay là con không thích ăn món này thì con phải ăn ba chén thì mới ngon. Thưa quý vị, một sự đổ lỗi cho mẹ sinh ra mình. Bất thiếu nhi. Đó là sự thiệt anh ơi. Rồi, cảm ơn mọi người đã chia sẻ câu chuyện về gia đình mình. Cảm ơn cô cũng như em trai đã đến đây cùng nấu nướng, cùng ăn như thế này. Có chè nữa à? À, chè Sáng Nhà. Có chè Thái Nguyên mà. Chè Thái Nguyên đấy. Chè Sáng Nhà đấy. Thưa quý vị, Thúy Ngân nói rằng là vì mẹ nấu ngon nên Thúy Ngân mới mập. Thì đó chứng tỏ là mẹ Mê Du nấu dở. Mẹ Mê Du nấu dở. Nên dạ, gái ốm nhách. Dạ không, mẹ em không có nấu ăn luôn. Ngày hôm nay có hai nữ nghệ sĩ, hai đứa con gái lên tố cáo mẹ. Ai là số 1 20 giờ Chủ nhật trên kênh Vi Giải Trí.